Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình của công ty Du học Tân Đại Dương thành phố Hồ Chí Minh. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty Du học Tân Đại Dương là xin giới thiệu đến các bạn, đó là chị Vicky Trương. Chị hiện đang là đại diện của trường Kentin tại Singapore. Xin chào chị. Tại vì câu hỏi đầu tiên muốn hỏi chị là tại vì vừa mới xong các kỳ tuyển sinh tại trung học phổ thông cũng như là chương trình cao đẳng đại học á, thì cũng có một vài bạn cũng bắt đầu lựa chọn những cái ngành học cho mình với là những lựa chọn trường cho mình, và em được biết là trường đại học Kentin của mình là một trong những trường là đào tạo rất là xuất sắc ở bên Singapore cũng như là ở bên Úc. Cho em hỏi thêm là trường Kentin của mình là chuyên đào tạo những cái chuyên ngành gì cũng như là các thế mạnh của trường, chị có thể cho các bạn biết không? Cảm ơn em. Chào tất cả các bạn. Để mình giới thiệu sơ qua về trường đại học Kentin. Kentin là một trường đại học trong những trường đại học và công lập lớn nhất ở Úc, và hiện tại có hơn 40.000 sinh viên đang theo học. Cơ sở chính của trường đặt tại phía tây Úc, ở thành phố Perth, với diện tích là 16.000 hecta, cái campus rất là đẹp. Bên cạnh đó thì trường có các campus khác như là ở Sydney, ở Malaysia và Singapore là cái campus sau cùng, không phải sau cùng mà campus mới nhất. Thì ở Úc thì Kentin rất mạnh về các ngành kỹ thuật, y tế và ngành kinh tế. Thì riêng tại Singapore thì hiện tại thì Singapore là một quốc gia như là rất mạnh về các ngành tài chính và các ngành kinh tế, nên đó là lý do hiện tại ở Kentin Singapore thì trường có thế mạnh về các ngành kinh tế và ngành tài chính ngân hàng. Tuy nhiên nhà trường cũng đang hướng tới các ngành như là quản trị truyền thông đại chúng, đó là những thế mạnh của trường hiện nay. Vậy cho em hỏi là ví dụ như các bạn mà có ý định đi du học tại Kentin của mình tại Singapore thì cái cơ hội chuyển tiếp sang trường Kentin tại Úc là như thế nào, chị có thể nói rõ hơn được không chị? Điểm mạnh có thể nói về trong một điểm mạnh nhất của Kentin Singapore là học sinh có thể chuyển tiếp sang Kentin Sydney hoặc Kentin Perth một cách rất là dễ dàng, và tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho gia đình, có thể nói là tiết kiệm khoảng 4%. Lý do là học phí ở Singapore thì theo lộ trình, trong khi đó ở Úc thì các bạn sẽ trả bằng Úc. Một điều kiện thứ hai, điều thứ hai nữa là ở Singapore thì các bạn chỉ mất 2 năm để hoàn tất chương trình đại học. Do đó khi các bạn chỉ cần học 8 tháng ở Singapore lấy bằng diploma, lấy bằng cao đẳng thì các bạn chuyển tiếp qua Úc thì có thể nói là gia đình có thể tiết kiệm được khoảng 200 triệu đồng, và sau đó mình vẫn ở Úc. Và tôi tin là nằm trong một hệ thống của Navitas, là một công ty đầu tư các trường đại học cao đẳng ở Úc. Do đó các bạn có thể không những giờ có thể chuyển tiếp qua Kentin Úc mà có thể chuyển tiếp qua tất cả các trường trong hệ thống của Navitas, có thể đó là khoảng hơn 30 mấy trường ở Úc, tất cả các thành phố City, Melbourne, Perth, Brisbane, tất cả các trường là trong hệ thống của Kentin, các bạn có thể chuyển tiếp. Dạ rồi. Vậy cho em hỏi ví dụ như là các bạn đã học xong chương trình DIP của trường Kentin Singapore rồi thì qua bên trường Kentin ở Úc á, thì mình sẽ học tiếp theo là chương trình gì chị? Thật sự mà nói hiện tại là trường sẽ có hai chương trình diploma. Diploma là cao đẳng của ngành kinh tế và là commerce, là tạm dịch là kinh tế thì là cao đẳng về thương mại, và cái thứ hai là cao đẳng về truyền thông, là thuộc khối art, là diploma art là thuộc về khối nhân văn. Thì các bạn khi các bạn chuyển tiếp bằng lúc thì nên theo cái diploma mình đang học ở sinh để cái việc chuyển tiếp dễ dàng, không phải là việc chuyển tiếp khi việc em học các bạn chuyển qua bên lúc thì thời gian học sẽ ngắn đi. Tuy nhiên nếu các bạn muốn chọn trái ngành thì có thể phải học dài hơn một xíu. Ví dụ đang học diploma commerce ở Singapore, còn qua bên kia các bạn muốn học các ngành như ví dụ như ngành IT thì có thể các bạn học thêm luôn. Nhưng mà việc chuyển tiếp là có thể và dạy được tạo điều kiện học sinh. Vậy là có nghĩa là mình sẽ giống như diploma này tương đương với năm đầu tiên của đại học. Đúng rồi. Dạ rồi. Thì qua bên đó mình sẽ học tiếp là năm 2. Nếu mà ngành kinh tế, còn nếu bạn là học các khối khác thì có thể là học một số môn dự bị. Vậy là ví dụ mà qua Úc rồi thì khoảng học trong bao lâu thì các bạn phải hoàn thành những cái ngưỡng nhân? Nếu các bạn thông thường thì các bạn đi các trường khác thì nếu các bạn đi Kentin mà chi nhánh ở Úc, chi nhánh chính ở Perth, thành phố Perth phía tây Úc thì các bạn phải học 2 năm để hoàn thành năm 2 và năm 3. Nhiều nếu các bạn nào muốn mà chuyển đi ngắn hơn thì có thể đi Sydney trong vòng 16 tháng. Tuy nhiên cha em cũng như làm tư vấn viên cũng biết là hiện tại nếu mà muốn ở xin ở lại Úc thì các bạn học cả chương trình trong 2 năm. Tất cả chương trình cộng lại 2 năm thì mới được xin visa Úc. Thì các chị nghĩ thì nên đi Kentin ở Perth, hoặc là chuyển các
các trường khác trong hệ thống. Cho em hỏi là trong cái năm 2012 này thì trường có những cái chương trình học bổng nào dành cho các bạn sinh viên Việt Nam không? Xin mình cho các em là hiện tại nhà trường có chế độ học bổng cho các học sinh có thành tích học tập tốt. Ví dụ như nếu học sinh đạt điểm 8 cho 4 môn chính của các kỳ thi tốt nghiệp và cái điểm IELTS 6.0 thì có cơ hội nhận học bổng trị giá là 4.500 đô, tương đương với 68 triệu đồng cho chương trình bachelor, là chương trình đại học, hoặc là những các bạn có bằng khá đạt của đại học ở Việt Nam và có IELTS 5.5 sẽ được có cơ hội nhận học bổng 5.000 đô của trường. Bên cạnh đó, vì tháng 11 này là lần đầu tiên nhà trường có ngành truyền thông đại chúng, nên bất kỳ học sinh nào mà apply vào ngành diploma của ngành truyền thông đại chúng thì được cơ hội nhận học bổng trị giá 2.000 đô xin. Là tất cả các bạn nào cũng đều được chị rồi. Các yêu cầu đặc biệt không được, các bạn chỉ cần học hết lớp 12, điểm bình quân là 6 chấm, cộng với IELTS 5.5 là bạn có thể lấy học bổng 2.000 đô này. Và về ngành thạc sĩ thì nhà trường có cái thạc sĩ của ngành project management là quản trị dự án. Vào tháng 3 năm sau thì bạn nào học lên ngành quản trị mắt thạc sĩ quản trị dự án thì sẽ được cơ hội nhận học bổng trị giá 2.500 đô, là bạn nào đạt yêu cầu đầu vào thì được nhận học bổng hết. Cái tên này rất là đáng mừng cho những bạn đang quan tâm tới trường Curtin tại Singapore. Và người đã cho em hỏi là ví dụ như sau các bạn học xong thì cơ hội việc làm, ví dụ như là học tại Curtin Singapore thì cơ hội việc làm mình như thế nào thì cũng cái này cũng nhờ chia sẻ, thành thật chia sẻ với các bạn là ở Singapore thì có khác với Úc hoặc là Mỹ, là khi các em đi học thì không được đi làm thêm. Chị mới nói thật, tại vì cái này là một quy định của chính phủ Singapore, và hiện nay là do cái sự gọi là giới hạn về visa cho các sinh viên quốc tế, do đó cái visa lúc trước tháng 12 năm 2011 thì các bạn học các trường như cái trường Curtin thì đều được ở lại Singapore trong 6 tháng 1 năm để xin việc làm. Tuy nhiên visa đó đáng tiếc là hiện nay không còn nữa, thì cũng phải chia sẻ cho các bạn để có thể các bạn không biết thì các bạn phải tự xin việc làm, từ nếu khi được việc làm rồi thì mới công ty đó mới apply visa cho làm việc của mình. Vậy bên trường mình có văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế không chị? Có, bên mình có rất là nhiều bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế, nói chung và tất cả sinh viên nói riêng, sinh viên quốc tế nói riêng và tất cả sinh viên nói chung, là mình có các văn phòng của sinh viên, cũng có cái bên bộ phận gọi là academic, nói chung là giám sát về cái việc học của học sinh, và ngay cả đó các bộ phận là tìm việc làm. Ít nhất người ta không tìm việc làm, cái việc làm rất giới hạn. Nhà trường có một phần hướng dẫn học sinh cách làm viết CV, resume, cách viết đơn xin việc, thì nhà trường có một phần để hỗ trợ học sinh. Cái này cũng rất là hấp dẫn cho các bạn đây, tại vì mình sẽ không cần phải lo lắng trong cái vấn đề là khi mà mình vừa mới tốt nghiệp mình đang bỡ ngỡ với vấn đề xin việc làm, đúng không chị? Đúng rồi. Vậy thì cho em hỏi thêm là trong trường thì mình có cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho các bạn sinh viên không chị? Cái này câu hỏi này rất thú vị. Như thế này là nhà trường không hướng tới chỉ về vấn đề học tập không, mà nhà trường hàng ít nhất là một khóa học là trong vòng 4 tháng thì ít nhất thì học sinh thì có một hoặc hai cái hoạt động ngoại khóa, có thể là một hoạt động ngoại khóa về thể thao. Nhà trường có các đợt thể thao về các cuộc thi về đá bóng cho các bạn nam, hoặc là bóng rổ, hoặc là cầu lông cho các bạn nữ. Và nhà trường thì có các chương trình tham quan Singapore cho tất cả các học sinh mới, là khi học sinh các em đến là rất không biết Singapore như thế nào, thì có một chương trình tham quan thành phố Singapore cho các bạn, cũng là hoàn toàn miễn phí cho các học sinh mới. Dạ rồi, thực sự ra thì tôi tin Singapore của mình thì cơ sở vật chất thì em rất là em thấy rất là hoành tráng. Với lại các bạn học sinh khi mà lên tư vấn thì cũng có bạn hỏi về chương trình của mình, nên em hy vọng rằng sau cái chương trình này mình sẽ có nhiều bạn sẽ xem cái clip này và sẽ thấy trường Curtin của mình sẽ thích hơn và sẽ đăng ký nhập học tại trường Curtin với các chương trình cũng như chính sách học bổng rất là hấp dẫn. Giờ là một câu hỏi cuối em dành cho chị là giống như là trong cái quá trình mà tuyển sinh thì trường Curtin của mình đã chọn công ty du học Tân Đại Dương đại diện tuyển sinh, thì không biết là chị có cái cảm nhận gì về công ty du học Tân Đại Dương? Tân Đại Dương là công ty du học chuyên nghiệp, có thể nói là thành lập từ rất là lâu đời, không phải là nói là có thể nói một trong những cái đơn vị hàng đầu về ngành du học, và rất nhiều học sinh quan tâm là học ngay cả phụ huynh gửi gắm con em mình, và cách làm việc của công ty rất là chuyên nghiệp, thì đó là nơi mình, trường có thể gọi là an tâm gửi gắm vào công ty trở thành đơn vị đại diện cho trường ở đây.
Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Và hy vọng với những thông tin vừa rồi thì các bạn cũng sẽ có thêm những cái thông tin bổ ích về chương trình du học tại Singapore, các ngành, các trường, và đặc biệt là trường Curtin tại Singapore. Và nếu như các bạn đang quan tâm về các ngành học của trường thì các bạn hãy liên hệ ngay tới công ty du học Tân Đại Dương thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại là 38484879, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào tất cả các bạn.